Chào mọi người ha. Mình giới thiệu tiếp mọi người đến con Dell Latitude 7390. Cái con này là cấu hình i7 thế hệ 8 nha mọi người. Cấu hình rất là cao. Dòng cực kỳ ok luôn. Dell Latitude 7390 i7 nè mọi người, 8650U ha, thế hệ 8 ha. Thế hệ 8 thì nó 8 CPU nha mọi người. Thế hệ 8 đổ lên thì quá ok rồi, đã i7 còn Gen 8 nữa. RAM 16GB và SSD là 512GB. Để mình mở cho mọi người xem. Đây. Cấu hình cực ok luôn. Là cái con máy là không cần phải nâng cấp nhiều để cấu hình rất chi là mượt mà. Cấu hình cao rồi mọi người. i7 thế hệ 8, RAM 16, SSD 512. Màn hình nó thì 13.3 inch, nó full HD. Màn hình IPS nha mọi người, chống chói đó. Thì cái dòng mà 13.3 inch này á, là cái size doanh nhân. Cái vợ mẫu mà 7390 á, chính là cái mẫu dành cho doanh nhân á mọi người. Mình văn phòng hay là sắm laptop rồi cho con cái ăn học hành rồi là cực kỳ ok luôn. Cái size này nó gọn, 13.3 inch nó không nhỏ quá cũng không to quá. Nhưng mà đặc biệt là viền nó nhỏ, thành ra cái laptop khi mà mình gấp lại nó rất là gọn luôn, tiện để mình đang đem tới đem lui đi công trình rồi đó, mình làm việc á, xách tới bỏ vô ba lô xách nó nhẹ, nó có 1,2 thôi mà máy lại mạnh, cấu hình khủng, màn hình thì đẹp nữa chứ, dễ nhìn, máy là cực kỳ ok, hoạt động hoàn hảo nha mọi người, mượt lắm, về phím thì cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình báo giá cho mọi người cực kỳ tốt luôn. Mọi người xem cái ngoại hình, cái phần nắp lưng của nó ha. Con này thì ở trên cái phần này để mình mở cho mọi người xem. Trên cái màn hình, nó màn hình là không đốm, không bầm, không gì hết nha mọi người. Trên cái phần màn hình là cái này là cái lớp mà nó dán ở ngoài của màn hình đó mọi người, là nó hơi trầy một chút xíu, rất là nhẹ, nó không có ảnh hưởng gì tới cái bên trong cái màn hình hết trơn nha mọi người, nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Đây nè, nó trầy ở phía ngoài cái lớp này đó, thì có sao thì mình vậy, nó bằng, nó nhỏ xíu bằng cái móng tay rồi. Nói chung là nó không có ảnh hưởng gì tới hình ảnh hay gì hết. Nó cũng không có ảnh hưởng tới màn hình này, nó đâu có loang, đâu có hư gì đâu. Nó chỉ là bị trầy một chút xíu ở ngoài cái tấm dán màn hình đó, của cái tấm mà dán vô cái màn hình đó. Nhưng mà mình là có sao là mình nói vậy, cho khách đỡ phải soi, ai mà suy nghĩ hoặc ai kỹ thì không thích thì bỏ qua, đừng có lấy. Còn ai mà không quan trọng gì thì như vậy ha. Có sao là mình bán máy cũ, nhưng mà giá thì đương nhiên cực kỳ tốt. Giá tốt không phải là vì cái đó đâu mọi người, nó có một chút xíu gì nó trầy nữa thì mình báo. Còn giá tốt là do bên mình bán giá tốt thôi, mình báo giá mọi người cực kỳ tốt luôn ha. Cái ngoại hình đây, cái nhìn nghiêng á, cái hướng xấu nhất của nó là đây, là mình nhìn thấy cái vết mà giống như trước đây dán tem này, giống như bình thường á, là ở trên này là sẽ một cái tem của Dell. Khi mà mới sản xuất, mới ra mà mua máy về là có một cái tem của Dell, bình thường những cái máy mới là nó còn tem luôn á. À, là cái này khi lột ra không phải là dính cái gì đâu mọi người, mà trên cái này là cái nhung phủ trên nhôm chống trơn trượt á, nên là mình nhìn nghiêng mình sẽ thấy có cái dấu này, nhìn trực diện thì nó ít hơn. Nói chung là cái màu đen á, thì ban ngày mà mình sử dụng rồi mọi người, mình cầm đi á, thì không có thấy gì hết. Khi mình nhìn ngược sáng thì mình cố tình mình nhìn nó xấu nhất là đây nè. Đó, bây giờ nhìn cái máy á, chụp rõ nhất là đây, chụp cái hướng xấu nhất là nhìn cái hướng xấu nhất thôi. Còn nhìn trực diện nó cũng đẹp nha, không tới nỗi nào. Đây nè mọi người, trên cái tấm nhung này thôi, đó. Nhưng mà mình báo giá cho mọi người cực kỳ ok luôn. Đó, một con mà cấu hình cao như vậy nè mọi người ha, chỉ có 8 triệu rưỡi thôi. Cái đây mà một tháng mà máy đẹp là mình vẫn bán 10 triệu nha mọi người. Đó, mình nói vậy mọi người, nếu mà những ai mà đã từng mua máy của em từng sử dụng thì biết rồi. Đây mọi người ha, đó, 8 triệu rưỡi thôi. Đây này, nó có trầy xước rất là nhẹ. Không quan tâm tới ngoại hình lắm, mà cần một cái con máy sử dụng tốt, ok, thì dòng này là quá ok luôn mọi người. Tại sao mà Dell em hay bán Latitude như vậy? Tại vì là nó bền, nó dễ, cái gì cũng dễ hết. Tại vì khi mà đến tay của khách hàng á, thì người ta về ta mua xài, thứ nhất là bền, cái dòng máy nó lành á, là mình cũng yên tâm nữa. Thứ nhì nữa là lỡ mà sau này á, khách người ta có làm bể vỡ rơi rớt hay hỏng hóc cái gì đó, người ta làm hư á, thì người ta thay hoặc nó cũng dễ nữa. Thay cái gì nó cũng có hết trơn, đại trà nó dễ nha mọi người. Và đồ của nó cũng rẻ nữa.
Đây mọi người hang ngõ TPC, HDMI, USB rồi đầy đủ hết. Đó. Ok, chỉ có là cái vỏ nó như vậy thôi. Rồi 8 triệu rưỡi cho một con cấu hình mạnh ha mọi người ha. Ai chốt thì inbox em. Cảm ơn mọi người đã xem video và đăng ký kênh của em nha.